Cảm ơn quý vị trở lại với bản tin Hoa Thành Đốn. Để tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Bích Phượng xin giới thiệu đến quý vị những tiết mục sau đây. Thảm sát Tết Mậu Thân, Hiệp định Paris, vết Thương Còn Rỉ Máu. Đây là những tiết mục chính trong chủ đề Thương Đau Còn Đó. Trong chương trình Người Chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa do ông Trần Quang Duật phụ trách, trân trọng kính mời quý vị theo dõi. tôi là Trần Quốc Duật, xin kính chào quý khán giả, quý chiến hữu đến với chương trình Người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý vị, đánh dấu 50 năm thảm sát mậu thân, 45 năm ngày Hiệp định Paris có hiệu lực, chúng tôi xin mời quý vị và chiến hữu theo dõi chủ đề Thường đau còn đó, với các thêm mục chính, mậu thân, Hiệp định Paris và vết thương còn dì máu. Thưa quý chiến hữu, sau gần 6 năm tranh luận cuối cùng quyển sách Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử đã được trình làng trên toàn thế giới. Quyển sách này đã ghi lại trách nhiệm của những cựu sinh viên sĩ quan xuất thân từ trường này là luôn luôn nuôi chí hiên ngang, không sờn gian khổ, không màng hiểm nguy. Quyển sách duy nhất ghi lại hình ảnh của những sĩ quan Đà Lạt trong huấn luyện, trong chiến tranh và trong ngục tù của Cộng sản. Ai cũng mong muốn tìm lại hình mình, hình ảnh của chính mình qua wow, quyển sách này. Anh bạn Hoàng Nga Khoa Mốt của chúng tôi cũng như vậy. Nhưng tiếc rằng sách đang trên đường tới thì anh đã trở nên người thiên cổ. Anh Nguyễn Trung Việt đại diện khóa đã làm tất cả những ước muốn của Hoàng Nga trong lần tiến đưa cuối cùng. Thay mặt anh đại diện khóa Nguyễn Trung Việt và ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi xin thành thật chia buồn cùng chị Hoàng Nga và Tàu Quyết. Thưa quý chí hữu, quyển sách Trường Võ Bị Quốc gia Việt Nam theo dòng lịch sử là một quyển sách mang nhiều dấu ấn kỷ niệm và lịch sử của từng khóa do chính các cựu sinh viên sĩ quan của trường võ bị quốc gia Việt Nam viết lại. Phần đông các sĩ quan Đà Lạt được dân chúng tin tưởng và các quân trường bạn mến phục không phải là các đại hội đã và đang trình diễn tại ngoại quốc mà chính là sự chiến đấu của các sĩ quan Đà Lạt ở ngoài chiến trường qua những hành ảnh dũng cảm của họ khi đối đầu với cộng quân. Những tên tuổi như Nguyễn Trân Phúc, Trần Văn Hợp, Nguyễn Thương Dương, Lê Đình Bảo, Lê Minh Ngọc, Bùi Quyền, Trương Văn Vân, Vân. Trịnh Trân, Phạm Cang, Hoàng Đại Đồng, Mai Văn Tấn, Lê Văn Ngôn vân vân là những tên tuổi khó quên trong quyển lịch sử trường võ biểu quốc gia Việt Nam và trong quân sử Việt Nam Cộng Hòa. Thưa quý chiến hữu, nếu một cuốn sách chi tiết về cựu sinh viên sĩ quan Lê Thi Khoa 9 180 Ron Court, San Jose CA 95139 ghi trên ghi phiếu ly thề và giá là 50 đồng một cuốn phần memo ghi Mua sách trường võ bị quốc gia Việt Nam Theo dòng lịch sử Sau đây mời quý vị theo dõi Tiết mục thứ nhất Mậu Thân Nhớ lại Tết Mậu Thân Ông Hồ lên đọc chúc Tết tại Hà Nội Rồi ông ta sang Bắc Kinh chữa bệnh Sau đó những thành phố lớn và các thị trấn của miền Nam Nằm tràn ngập trong cảnh Máu đổ thịt rơi Và ông Võ Nguyên Giáp Thì sợ Mỹ bỏ bom nguyên tử Hà Nội đã trốn sang Gary để chữa bệnh Mà anh em gọi là bệnh chết nhát Này Ba Đình đang rầm rộ tổ chức chiến thắng mà trên những xác chết thực trên dưới 7.000 dân vô tội Huế không kể những thành phố khác và chính tại hải ngoại bây giờ đang vạch mặt sự gian dối này những thế hệ kế tiếp của Việt Nam Cộng Hòa cũng đã bắt tay trong việc lật tẩy sự mập mờ đánh lận con đen của Ba Đình truyền thông nhập cuộc năm 1968 chúng ta thua vì truyền thông năm 2018 chúng ta bắt đầu thắng vì sự thực đã được bắt đầu tỏa sáng Xin quý vị cùng ban biên tập người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa thắp một ném tâm nhang cho những người dân cố đầu Huế nói riêng và toàn thể dân Việt đã chết vì hai chữ tự do. Tiết mục thứ nhì, Hiệp định Paris. Ai cũng biết Hiệp định Paris là do hai phù thủy là Lê Đức Thọ và Kissinger. Theo Tổng thống Donald Trump, thì Kissinger là một cái cổ thụ già nua đã mục nát, có chăm bón và tưới, thuốc cũng vô ích. Và xin trích đọc bài viết của nhóm Coping kêu gọi khởi tố Kissinger vì sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa ngày 29 tháng riêng năm 2015 tại cuộc điều trần trước Thượng viện Tiểu bang Ngoại giao trong nghị trình về thách thức toàn cầu và chiến lược an ninh cho quốc gia Mỹ tại Capitol Hill. Kissinger đã bất ngờ đối diện với một nhóm hoạt động xã hội có tên là Code Pink. Nhóm này xông thẳng vào nghị trường, hô to các khẩu hiệu đòi đưa Kissinger ra tòa vì đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa và nhiều quốc gia khác trong thế kỷ thứ 20 gây nên thảm họa tàn khốc cho nhiều dân tộc. Trước những lời lá hét đầy phẫn nộ này, khuôn mặt của Kissinger vẫn lạnh lùng như không thay đổi. Ông ta như một tên ma đầu, lươn lẹo của ngành ngoại giao Mỹ. Thỉnh thoảng, ông ta vẫn được chính phủ Mỹ trọng dụng để liên lạc với Bắc Kinh khi cần thiết. Mà nhắc đến Kissinger, ai cũng biết ông là người đã bán đứng Việt Nam Cộng Hòa cho quân xâm lược Nga Tàu để đổi lại những gì mà ông muốn. Nhóm hòa bình Cốt Bình đã dương cao khẩu hiệu Harry Kissinger là tội phạm chiến tranh một người đã tiến gần Kissinger và dơ chiếc còng số 8 vào mặt ông ta. Mặc dù bị áp tải ra khỏi nghị trường ngay sau đó, nhưng nhóm hoạt động Coping nói rằng họ thực sự đã tự hào về hành động của mình. Tại Thượng viện ngày 29 tháng Giêng 2015, họ đã thay mặt cho nhân dân Đông Dương, Trung Cộng và Đông Timor và nhân dân yêu chuộng hòa bình khắp nơi trên thế giới nói thẳng vào mặt Kissinger về tội ác của án mà bà Mary Benjamin, người đồng sáng lập tổ chức Coping nói rằng Henry Kissinger và chịu trách nhiệm cho tới cái chết của hàng triệu người. Ông ta là một kẻ hèn nhát, một sát nhân, một kẻ nói dối, một kẻ lừa đảo và ông ta là một côn đồ. Ông ta cần phải được đưa ra trước vành móng ngựa tại Hà bằng video ghi lại đầy đủ diễn tiến của, của nhóm này. Nhóm Coping đã hô vang khẩu hiệu phải bắt giữ Henry Kissinger vì tội ác chiến tranh. Di sản thật sự của Henry Kissinger để lại chỉ là một sự hủy diệt. Ông là một nhân vật phản diện vĩ đại của Mỹ bà Anna Kaminski, thành viên của nhóm coping nói với báo chí tại rằng tại Chile, Henry Kissinger là một trong những kiến trúc sư chính của cuộc đảo chính ở Chile vào ngày 11 tháng 9 năm 1973. Một cuộc đảo chính để lật đổ chính phủ dân cử của Tổng thống Salvador Allende. Đất nước này phải chịu 16 năm đàn áp tra tấn và tử vong dưới sự cai trị của một tên độc tài là người bạn của Kissinger, đó là Pinochet. Với sự lật lọng của Kissinger mà 30% dân Đông Timor đã bị thảm sát. Nhà văn John Quilly, người bảo vệ hành động của nhóm Coping nói rằng chính Kissinger là tác giả những trang sử đấm máu viết bởi sự chết chóc, sự tàn phá, sự đau khổ, sự phân ly. Henry Kissinger chính là một kẻ giết người, một kẻ nói dối, một kẻ lừa đảo và một kẻ lưu manh. Và thứ ba, vết thương còn dì máu. Vết thương mà người chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa mang trên người vẫn còn dì máu từ Tết Mậu Thân đến nay. Thứ nhất, mang con bỏ trợ. Chân đánh cửa Việt của Thủy quân Lục Chiến tấn công thì có lệnh, nhưng mà khi rút lui thì lại không có lệnh. Khi mưa pháo của địch chụp lên đầu các Thủy quân Lục Chiến tại cửa Việt, thì lệnh của quân đoàn là không cho phép phản pháo. Quý vị sợ vi phạm lệnh ngừng bắn, bắt Thủy quân Lục Chiến, phải! chờ Ủy ban Kiểm soát Đình Chiến tới xác nhận cửa Việt là của Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị trong ban tham mưu của quân đoàn 1 đã không chịu lắng nghe thông điệp của Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đọc trước khi Hiệp định Paris có hiệu lực. Tổng thống nói, nếu Việt Cộng vi phạm, nó bắn súng cá nhân, chúng ta đáp trả bằng súng cộng đồng. Nếu nó dùng súng cộng đồng, chúng ta dùng pháo binh. Và nếu, nếu, thưa quý vị, Quỳnh đệ chi Minh sau khi Hiệp định Paris có hiệu lực, theo một một số thỉnh cầu và tâm thư thư ngỏ của quý vị sĩ quan tại Bộ Tổng Tham mưu viết bức tâm thư thư ngỏ trên đây, tràn đầy trên các báo chí thủ đó đặc biệt là tờ Diều Hâu và tờ Chính Luận yêu cầu Tổng thống bỏ 4.500 tiền tác chiến vì hết chiến tranh rồi còn nếu không xin Tổng thống cho đồng đều ta ngồi trong phòng hành quân tiểu đoàn Trung sĩ Nhất Nghĩa phụ tá của tôi tay cầm tờ Chính Luận hỏi tôi anh Tư đọc tin này chưa rồi anh Tư nghĩ sao ruồi bu Lúc trực thăng tản thương, những cái vong gói lại, những chiến sĩ bị thương, C-130 chở quan tài, không một người nào dám hó hé, sợ chết. Bây giờ ngó mặt ra, đúng là bọn vô liêm sỉ. Do đó, trong các chương trình do tôi phụ trách, dùng tình đồng đội thầy trò anh em mà chúng tôi dùng trong những đơn vị tác chiến. Xin thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chủ đề Thương đau của đó. Xin hẹn quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Trân trọng. Giáo đoàn Thánh UC Sê Winter Heaven trân trọng kính mời quý đồng hương tham dự Vietnamese New Year Festival 2018 Xuân Mậu Tuất vào ngày Chủ nhật 11 tháng 2 2018 từ 3 giờ chiều đến 10 giờ đêm tại San Jose Catholic Church 325 Avenue M Northwest Winter Heaven, Florida 33881 gồm cuộc thi áo dài duyên dáng, thi hát vào cửa miễn phí. Mọi chi tiết xin liên lạc chân Nguyễn 678 429 -8629 hay Linh Phạm 863-221-8385. Kính thưa quý vị, bản tin hoàn thành đốn do SPTN Washington DC thực hiện đến đây xin tạm ngừng. Kính chúc quý vị có một cuối tuần hạnh phúc bên người thân yêu và gia đình. Bích Phương xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới. Kính thưa quý vị, Bích Phương sẽ vắng mặt một thời gian ngắn. Cho nên Bích Phương kính chúc quý vị một mùa xuân mậu tuất bình an hạnh phúc thịnh vượng và vạn sự như ý